Hello, chú Hồng chào Phong nhá. Chú nhận được xe rồi. Đây, xe bây giờ lắp lên hình hài này nguyên bản rồi. Mới lắp xong nhưng chưa chạy thử. Nhưng thank you cháu, dù sao nữa chú mua được của cháu con xe này chú thấy cũng ưng ý rồi. Ok cháu, chú đã gửi tiền shipper đầy đủ hết rồi đấy. Xem bữa nào kiếm được cho chú cái giá đèn nhỉ, giá đèn. Đây, là kinh doanh rồi là mọi cái thì cái đó là của cháu, nhưng mà chú là khách hàng mua của cháu con xe này chú cũng ưng ý rồi. Chúc cháu sức khỏe rồi là mỗi một ngày phát triển kinh doanh nên buôn may bán đắt nhá. Ok cháu dài.